xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại channel P Guitar và tiếp tục trong chuyên mục review những cái đàn guitar chất lượng chính hãng. Thì hôm nay mình sẽ cập nhật thêm một cái đàn vừa mới cập bến P Guitar Shop, đó là cây Enya, một khoa full khoa các bạn. Enya full khoa, full gỗ khoa luôn, cho âm thanh rất là tuyệt vời. Và nó cũng là cây đàn vừa mới sản xuất của thương hiệu Enya, có tên là Enya EGAK1E, được làm chất liệu là gỗ khoa Acacia. Nhắc đến gỗ khoa thì chúng ta đều biết nó là một vật liệu để chế tác những cây đàn cao cấp chất lượng. Gỗ khoa thì nó sẽ cho âm thanh rất là chắc chắn thưa quý vị, tiếng nó rất là khỏe nha. Âm thanh rất là vang vọng. K1E là một cây đàn dáng Grand Auditorium size 41 inch, sẽ cho âm thanh nó rất là hài hòa, rất là thích hợp cho người chơi đệm hát cũng như là chơi finger style. Bởi vì cái dáng đàn này chúng ta ôm nó rất là thoải mái và cái âm sắc nó ra nó hài hòa giữa bass và treble các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ nói thêm về thông số kỹ thuật của cây này. Thì nãy giờ mình nói là thùng đàn là gỗ khoa size 41 inch. Rồi, cái đường viền này được làm từ ngà nha các bạn. Ngà là xương động vật ha, xương động vật. Xương động vật họ tổng hợp, họ làm ra cái đường viền như thế này. Trước đây thì đa số là làm từ nhựa ABS, thì nay cao cấp hơn là ngà nha các bạn. Rất là xịn sò. Và đây EQ Double T1S, đây là dòng EQ rất là thịnh hành và nó rất là hay, bởi vì nó có cả hiệu ứng khi chúng ta chơi trên âm thanh mọc các bạn. Đây, mình sẽ demo sơ sơ. Các bạn nghe nó vang không? Có thể là đây, mình bật delay lên các bạn sẽ nghe hiểu ngay ha, còn hay đó. Lát nữa mình sẽ nói sâu hơn. Bây giờ thì mình sẽ lên quanh cái vấn đề về phần mọc của cây đàn. Scale là chiều dài từ lược đàn cho tới ngựa đàn. Scale cây này là 648mm, scale tiêu chuẩn của những cây đàn acoustic ha. Nó cho chúng ta ôm cảm giác nó vói tay, nó thoải mái hơn. Và cái bề rộng là 43mm, cũng tiêu chuẩn luôn, cho chúng ta ôm rất là dễ chịu. Cái neck, cái cần của cái cây này làm từ gỗ mahogany và nó rất là mảnh mai các bạn. Nó rất là mảnh mai, chúng ta ôm xử lý kỹ thuật dễ dàng hơn. Phím bầm bè cong và phím đây là phím jumbo. Phím jumbo thì cái ưu điểm của nó sẽ cho chúng ta xử lý cái nốt bấm nó nhẹ nhàng hơn. Tại vì nó tiếp xúc với lại dây đàn nó nhanh hơn và nó ăn dây hơn là những cái loại phím khác các bạn. Phím jumbo tại vì cái diện tích phím jumbo nó to hơn những cái phím khác. Âm thanh mọc các bạn, âm thanh mọc nghe rất là hay. Rất là phê. Rất là đã đúng không? Đó.
Dây theo đàn là một loại dây của Mỹ, thương hiệu D'Addario, dòng ESP size số 12. Các bạn muốn chơi trơn tru hơn, nuột hơn thì các bạn có thể thay dây Elixir cũng được các bạn ha. Elixir thì nó smooth hơn, nó trơn tru hơn, nó không ra cái tiếng này ha. Còn D'Addario đặc trưng nè, tiếng nó rất là hay nhưng mà nó sẽ ra cái tiếng này. Ok, đó thì có sao mình nói vậy. Cái mặt phím này là gỗ Treadline, gỗ tổng hợp. Gỗ tổng hợp nó rất là cứng cáp, cũng như là cầu đàn cũng là Treadline nha các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với phần EQ Double T1S này. Đây, nó có hệ thống lên dây các bạn. Đây, hệ thống lên dây các bạn bấm vào cái nút bên phải nha, thì nó sẽ ra lên dây cho chúng ta chơi, chúng ta tuning không cần phải xài kẹp. Ok, ngoài ra chúng ta bật cái này lên là nó có hiệu ứng. Đó, đây là hiệu ứng có delay, chúng ta cắt delay đi, thêm reverb thì nó sẽ vang. Đó, các bạn nghe nó vang không? Chơi hoàn toàn trên âm thanh mộc mà chúng ta không cần phải cắm jack. Mặc dù cắm jack lên loa, các bạn vẫn có thể xử lý được hiệu ứng như thế này ha. Đó, các bạn không muốn xử lý, không muốn bật hiệu ứng thì mình tắt, mình chơi mộc vẫn bình thường nhé. Nó vẫn phát ra loa bên trong thùng. Đó, phê chưa? Đó. Rồi, đây là hiệu ứng reverb. Rồi có thêm hiệu ứng chorus. Các bạn sẽ nghe âm thanh nó rất là bay bổng, nó dày hơn nè. Cắt chorus nè, thêm chorus nè. Tiếng rất là đã ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với hiệu ứng delay, là lặp đi lặp lại liên tục, có rất là nhiều tốc độ, nhanh nhanh quá thì ra echo nha các bạn. Ok, vàng, rất là vàng. Và cái điều đặc biệt tiếp theo mà mình muốn nói đến là cây đàn này các bạn vẫn mở nhạc chơi bình thường, chỉ cần bật cái EQ lên và các bạn mở Bluetooth điện thoại, các bạn sẽ tìm ra được cái tên của dòng EQ này,
Rồi chúng ta kết nối rồi thì mình mở nhạc mình phát thôi các bạn. Rồi bây giờ chúng ta mở nhạc nha. Đây mình mở nhạc nè. Chế vấn đề về bản quyền cho nên mình chỉ có mở mấy cái nhạc mình đánh thôi. Tại vì mở nhạc của người khác mà bị đánh bản quyền là rất là phiền phức các bạn. Thông cảm tại vì mình làm bên truyền thông thì nó hơi nhạy cảm cái vấn đề này ha. Cho nên mình chỉ demo một chút cho anh chị em xem cho nó kỹ vậy thôi. Rất là phê ha. Rồi. Cây đàn này xin nhắc lại là nó đang được bán với một cái mức giá rất là ưu đãi cho quý vị là 7.300.000. Các bạn đã có thể sở hữu được cây đàn Enya EGA-K1E các bạn. Full khoa nha. Xin nhắc lại nó là một cây đàn full khoa và cái giá này xem ra rất là đáng tiền cho chúng ta đầu tư. Rồi, các bạn có thể search giá bên nước ngoài họ bán không hề rẻ đâu nha. Cũng 8-9 triệu gì đó. Thì được cái là Việt Nam mình thì luôn luôn rẻ hơn thế giới. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip review sau. Một lần nữa, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành chút ít thời gian để theo dõi channel P-Guitar. Nếu thấy hay thì vui lòng cho mình xin một like, share cũng như subscribe kênh YouTube của mình ngày một phát triển hơn. Xin chào, hẹn gặp lại.